Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại livestream kỷ niệm 10 năm thành lập sàn iPhone XS Max của Couple TX ngày hôm nay. Và hôm nay là ngày 1 tháng 6. Hy vọng là tất cả mọi người vẫn đồng hành cùng với Vân Anh trong chương trình ngày hôm nay, bởi vì sẽ còn rất rất nhiều phần quà dành tặng cho tất cả các bạn. Hồi nãy giờ thì Vân Anh lướt comment thì có bạn A Đỗ là hai hôm nay bạn chơi đều trúng hết, rất là may mắn, không biết hôm nay như thế nào. Rõ ràng là phần thưởng của chúng tôi dành tặng cho mọi người rất là nhiều, cho nên mọi người hãy tích cực share livestream này về, tag 5 người bạn của mình vào livestream cùng tham gia mini game lát nữa đây. Rất nhiều phần quà đang dành tặng cho tất cả các bạn nha. Hiện tại đã được 43 lượt xem. Vân Anh muốn là lượt xem của mình tăng lên 100 view nha. Nếu như được 100 lượt xem là Vân Anh sẽ bắt đầu đến với những câu hỏi đầu tiên. Ngày hôm nay giải thưởng là gì? Ngày hôm nay giải thưởng của chúng ta sẽ là 4 voucher, mỗi voucher trị giá 300.000 đồng để mua sắm trên khắp hệ thống của Couple TX. Và thêm một giải thưởng nữa, đó chính là một chiếc áo khoác bomber rất đẹp, rất cá tính của Couple TX đang chờ đợi tất cả mọi người. Mọi người đã sẵn sàng chứ à? Nếu như đã sẵn sàng thì comment cho Vân Anh biết nào. Hiện tại đã được 60 lượt xem. Hello Trinh Nguyễn, hello Ngọc Trinh. Đây là những gương mặt rất là quen thuộc, ngày nào Vân Anh cũng thấy các bạn xem livestream hết. Bây giờ các bạn có thể tag những người bạn của mình vào nè. Mình share livestream về tường của mình, share lên những cái hội nhóm. Để được 100 view thì Vân Anh sẽ bắt đầu chơi game. Và Vân Anh xin được nhắc lại là ngày hôm nay chúng ta sẽ tiến hành tiếp tục quay những vòng quay may mắn để tìm ra 5 vị khách hàng đã mua sắm sản phẩm của Couple TX. Và 5 vị khách hàng này sẽ là ai, lát nữa chúng ta sẽ biết. Nhiều bạn ngày hôm qua thì cũng có hỏi Vân Anh là làm thế nào để có thể được xuất hiện trên cái màn hình tên may mắn này. Thì Vân Anh cũng xin được giới thiệu lại luôn là trong mỗi lần mua hàng á, với mỗi hóa đơn 300.000 đồng thì các bạn sẽ nhận về một mã số dự thưởng. Với hóa đơn 600.000 đồng chúng ta sẽ nhận về hai mã dự thưởng. Tương tự hóa đơn 900.000 đồng sẽ nhận về ba mã dự thưởng. Nói chung mua càng nhiều thì số lượng mã dự thưởng các bạn nhận về càng cao, và từ đó cơ hội quay số trúng giải cũng được nhiều hơn. Và đừng quên là chiếc iPhone XS Max của chúng ta sẽ được quay số vào ngày 3 tháng 6. Hôm nay thì Vân Anh vẫn tiếp tục quay số để chọn ra 5 vị khách hàng may mắn, và những giải thưởng cũng hấp dẫn không kém. Giải thưởng là gì? Các bạn có thể theo dõi nha. Đây, những giải thưởng của chúng ta ngày hôm nay sẽ dành tặng cho 5 vị khách hàng. Nhớ là chỉ dành cho 5 vị khách hàng nào đã mua sản phẩm của Couple TX thôi nha. Những cái chiếc áo thun màu hồng rất là xinh nè. Rồi những chiếc áo thun cổ trụ nè, cũng rất là đáng yêu, nam nữ gì cũng mặc được hết. Rồi kế đến nha, chúng ta có thể thấy là những chiếc áo thun màu trắng, những cái chiếc áo thun này được phá cách một tí xíu là gồm hai tà, rất là đáng yêu. Kế đến là những chiếc áo khoác bomber vô cùng cá tính. Nhớ nha, là những phần quà là những chiếc áo thun, những chiếc áo khoác này sẽ dành tặng cho những vị khách hàng của chúng ta đã mua sản phẩm của Couple TX. Đây, những chiếc quần jean xinh quá trời xinh luôn. Còn với những bạn nào của chúng ta mà chưa mua sản phẩm thì yên tâm không sao. Ngày hôm nay thì Vân Anh sẽ có một số trò chơi mini game. Đây là những câu hỏi cũng đơn giản thôi. Tổng cộng thì Vân Anh sẽ có 5 câu hỏi nha. Mỗi một câu hỏi nếu như bạn nào trả lời đúng nhất, nhanh nhất, thực hiện đúng cú pháp nhất là tag 5 người bạn của mình vào livestream này thì chúng tôi sẽ trao tặng những phần quà. Đó chính là voucher trị giá 300.000 đồng để các bạn có thể mua những sản phẩm của Couple TX nè. Và một sản phẩm mà Vân Anh muốn dành tặng cho những bạn tham gia mini game đó chính là một chiếc áo khoác bomber như thế này. Bạn nào muốn sở hữu chiếc áo bomber này nhớ comment cho Vân Anh biết à. Những chiếc áo bomber này Vân Anh sẽ dành tặng cho những bạn nào đang theo dõi livestream và chúng ta chơi đúng, trả lời đúng những câu hỏi thì sẽ mang về cho mình những phần quà vừa rồi nha. Trời, chiếc áo khoác này xinh quá. Phối bên ngoài với áo thun cũng được nè. Mặc để làm áo chống nắng cũng rất là đẹp, rất là thời trang. Nãy giờ bao nhiêu bạn bảo là hỏi đi chị ơi, thấy mình thấy bạn rồi, bạn Kim Yến ơi. Ngọc Trinh em hóng quá, nhưng mà bây giờ phải được 100 lượt view thì Vân Anh mới chơi được. Bây giờ mới có 71 lượt xem thôi, chưa có chơi được đâu. Hello Ngọc Trinh, hello Nguyễn Kiều đã sẵn sàng rồi. Hello Ken Nguyễn, Đinh Thu Trang, chị thấy em rồi nha. Tô Hắc Trung, mình nhận quà như thế nào đây? Nếu như lát nữa mà mình đọc câu hỏi, bạn mà trả lời đúng nhất và sớm nhất thì bạn đó sẽ mang về phần thưởng của chương trình. Cho nên hãy tiếp tục ở lại với livestream của chúng tôi. Nhưng mà tag 5 người thì mới được hợp lệ nha. Mọi người nhớ là tag 5 người bạn của mình vào nha. Hello Xuân Diệu, Hoàng Tường Vi chơi đi, muốn chơi lắm nhưng mà phải được 100 lượt xem mới chơi được. Áo hồng đẹp quá trời, rõ ràng cái màu hồng này cực kỳ xinh luôn. Bây giờ phải hơn 100 view nha mới được nha mọi người. Đây chiếc áo hồng đây. Chiếc áo hồng rất là xinh yêu này đây.
sẽ dành tặng cho những bạn nào đây? Thì các bạn có thể theo dõi những cái sản phẩm ở đây, những phần quà này sẽ dành cho những vị khách hàng tham gia mua hàng, mua sản phẩm của chương trình. Chúng tôi sẽ chọn ra 5 vị khách hàng may mắn trong phần quay số. Còn những bạn nào chúng ta không mua hàng cũng không sao, có thể ở lại đây. Lát nữa Vân Anh sẽ chơi mini game. Vân Anh sẽ đặt câu hỏi, đọc câu hỏi, bạn nào trả lời đúng nè, nhanh nhất, sớm nhất và thực hiện đúng cú pháp là tag 5 người bạn của mình vào thì bạn đó sẽ nhận được phần thưởng của chương trình là voucher trị giá 300.000 đồng và một chiếc áo khoác bomber rất là cá tính. Nhiều bạn nãy giờ hỏi là cái áo Vân Anh mặc xinh quá. Ngày hôm qua thì những bạn nào theo dõi livestream thì cũng biết sản phẩm này là chiếc áo thun kẻ sọc. Bên đây thì có hình trái dứa, đây lại gần cho mọi người xem nha. Đây hình trái dứa rất là xinh, sọc xanh biển nè, xanh đậm nè. Ở mùa hè như thế này đang nắng nóng mà mặc một chiếc áo cái màu dịu nhẹ như thế là vô cùng nổi bật luôn. Mà giá đố mọi người biết là bao nhiêu ạ? Giá chỉ có 299.000 thôi, tin nổi không? 299.000 đồng thôi và mã của nó là WTS4009 nha. Bạn nào muốn tìm hiểu sản phẩm này thì có thể comment ở dưới livestream hoặc là chúng ta đến cửa hàng mua online cũng được. Nhớ mã của chiếc áo thun này là WTS4009, chỉ có giá 299.000 đồng thôi. Rất là nhiều bạn đã tag rồi, tặng em cái áo chị mặc đi, Hoàng Tường Vi hôm qua tặng rồi đó. Hôm qua bạn nào không coi livestream này là tiếc lắm, hôm qua là chiếc áo thun này là Vân Anh đã tặng cho một vị khách hàng may mắn của chương trình rồi. Hôm nay thì mình sẽ chuyển sang những chiếc áo thun cũng đẹp không kém. Chiếc áo thun màu hồng nè, mặc rất là thể thao cá tính. Rồi những chiếc áo thun cổ trụ nè, rồi chiếc áo thun xẻ hai tà nữa. Áo thun này phá cách lắm nha. Rồi có tặng thêm quần jean nữa nè. Ai muốn sở hữu quần jean ạ? Bạn nào thích quần jean comment quần jean nha. Rồi ở đây là những chiếc áo khoác bomber rất là cá tính, có hai màu là màu đỏ và màu đen. Bạn nào thích áo khoác comment áo khoác ạ. Bây giờ là được 86 lượt xem rồi, 100 lượt xem đi. Mình mua hóa đơn 500.000 đồng không sao, ấn bà lại bảo số điện thoại không có trên hệ thống. Bạn kiểm tra lại lần nữa nha. Bây giờ bạn vào trang web của BOTX nè, bạn có thể nhấn số điện thoại kiểm tra, mã của bạn sẽ được hiển thị ra. Còn nếu như chưa được thì ngay lập tức có thể inbox fanpage, chúng tôi sẽ kiểm tra lại cho bạn ngay. Nhiều người comment vườn xin lắm nè. Ồ, Hoàng Tường Vy có 5 mã luôn mà bữa giờ quay chưa trúng. Có thể là bạn Tường Vy đang đợi chiếc iPhone XS Max thì sao? Mình vẫn còn giải thưởng cao nhất là chiếc iPhone XS Max sẽ được quay vào ngày 3 tháng 6. Còn từ đây cho tới ngày 3 tháng 6 thì sẽ có những phần quà là những voucher trị giá 300.000, 500.000, thậm chí là 1 triệu đồng. Nếu như lượt view của các livestream này tương tác cao thì phần thưởng chương trình đưa ra có thể lên tới 1 triệu đồng nha. Bây giờ mới được 68 lượt xem thôi. Mọi người cố gắng mình share nhiều, share tích cực đi. Share tiếp tục, khi nào mà được 100 lượt xem thì chúng ta sẽ bắt đầu chơi mini game nha. Áo khoác, quá trời bạn thích áo khoác luôn, bạn thì thích quần jean. Hello Lạc An, Thảo Ly thích áo khoác luôn nè. Ngọc Trinh 100 lượt xem đi, đúng rồi, share tích cực nào mọi người ơi. Share vào tường của mình nè, share vào những cái hội nhóm, tag những bạn bè của mình vào đây nha. Hello Nguyễn Thị Như Yến, cảm ơn Ngọc Trinh nha, áo hồng rất là đẹp đây. Tag thêm đi mọi người ơi, share tiếp đi. Mình mua 1.700.000 mà vẫn chưa có mã. Bây giờ bạn có thể liên hệ với nhân viên nè, hoặc là bạn nhập cái số hóa đơn của bạn cũng như là mã dự thưởng họ tên gì đấy vào trong cái trang web của CoupleTX thì sẽ hiển thị ra mã dự thưởng của bạn nha. 100 lượt xem đi mọi người ơi. Đúng rồi, Xuân Diệu ơi, tiếp tục kêu gọi bạn bè của mình vào xem nha. Hiện tại đã được 68 gần 70 lượt xem rồi, còn thiếu có 30 lượt xem nữa thôi mới bắt đầu chơi được. 100 lượt xem dễ ẹt à mọi người, xe tích cực đi nào. Ngày hôm nay thì có rất là nhiều sản phẩm mà CoupleTX cũng muốn giới thiệu với mọi người. Chẳng hạn như những chiếc áo thun này, nam mặc cũng được, nữ mặc cũng được. Ví dụ, chiếc áo thun này là dành cho nam nè. Chiếc áo thun nữ này là áo thun nữ size nhỏ nhắn hơn, mặc đồ đôi rất là tuyệt vời luôn. Áo cổ trụ có những cái hàng nút, mặc mùa hè mà mặc màu hồng như thế này rất là đáng yêu. Chất liệu cũng rất là dày dặn nha, mấy bạn yên tâm là không phải giặt một hai lần mà giãn đâu. Đồ của CoupleTX là như mọi người cũng biết là không cần bàn cãi gì về chất lượng hết. Mà giá để coi nhiêu đây ta. Chiếc áo thun này có giá là 359.000 một chiếc áo thun nam. Chất liệu vải dày thoáng mát như thế này mà chỉ có 359.000, quá rẻ. Có hai màu luôn, màu hồng và màu xám. Nhớ nha, 100 lượt xem là Vân Anh mới bắt đầu chơi mini game. Xe tích cực vào giúp Vân Anh nha. Ở đây là những chiếc áo thun khác. Chẳng hạn như áo thun này nè, thì không có cổ nhưng mà cái nút áo này vẫn là nút áo dạng cổ trụ, có rất là nhiều màu, chẳng hạn như là màu xám nè, màu vàng. Đây là màu xanh biển, ôi nhiều màu quá, đủ lựa chọn cho mọi người luôn.
Ủa, màu xám nữa nè, trời ơi, quá trời màu luôn. Màu xám nha mọi người. Tổng cộng là có tới 4 màu cho mọi người lựa chọn. Màu xanh nè, rồi màu vàng, màu xám. Mọi người được 100 lượt xem chưa? Được 100 lượt xem nhớ nhắc Vân Anh mình chơi mini game nha. Chưa đủ thì tag thêm vào. Thường hồi xưa đi học với cấp BTX là với các bạn học sinh, sinh viên là không còn gì quá xa lạ. Nhưng mà chúng ta thường nghĩ là cấp BTX là chỉ mặc đồ đôi thôi. Đâu có đúng đâu. Những bạn trẻ nào hoặc là những bạn sinh viên, thậm chí là người đi làm cũng có thể tìm đến cấp BTX. Chúng ta mua về tự mặc cho bản thân, đâu cần phải đợi có người yêu mới mặc đâu. Đồ đẹp như thế này đi tự đi mua một mình, tự mặc đồ đôi với bạn của mình luôn cũng được, không sao. Rồi bây giờ bắt đầu chơi đi nha. Hôm nay trúng thưởng gì vậy? Giải thưởng của chúng ta là một voucher trị giá 300.000 đồng cho câu hỏi đầu tiên như sau. Áo hôm nay chị MC mặc dễ thương quá Levi. Áo này chỉ có 299.000 đồng thôi, đó chính là chiếc áo thun sọc nha, chiếc áo thun sọc dứa với mã là WTS4009. Chiếc áo thun này mọi người nhìn kỹ nè. Kẻ sọc xanh dương nè, xanh biển nè, nền thì màu trắng. Ở bên góc trái ngực của Vân Anh là thêu hoàn toàn luôn, hàng thêu. Theo hình trái thơm, mặt trẻ trung biết bao nhiêu. Tát thêm đi, tăng lên được 10 người xem rồi. Bây giờ là 72 người xem. Bây giờ thôi mình chơi đi nha. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng thì comment sẵn sàng giúp Vân Anh để biết là mọi người đang còn theo dõi livestream với Vân Anh nào. Comment sẵn sàng đi ạ. Sẵn sàng chưa ạ? 74 lượt xem rồi. Hôm qua trúng thưởng nhiều lắm, ai không xem hôm qua là tiếc ghê. Bây giờ hôm nay là cơ hội để mọi người có thể lấy lại giải thưởng bù nha. Hello Nguyễn Anh Thi, chị thấy em rồi, chị thấy Ngọc Trinh, Ngọc Tình, rồi Xuân Diệu tát rất là nhiều. Hồ Kim Ngân cũng vậy, Mai Lê cũng vậy, tát rất là nhiều nè. Áo đẹp quá, cảm ơn mọi người. Nếu như muốn thì mọi người có thể tìm đến cửa hàng Cúp BTX, hoặc là chúng ta có thể inbox cho fanpage, sẽ có người tư vấn trực tiếp cho mọi người. Hoặc là chúng ta có thể lên trang online của Cúp BTX, chúng ta mua cũng được nha. Sẵn sàng chưa? Hello Xuân Quỳnh, cảm ơn Xuân Quỳnh nha. Sẵn sàng, chúng ta đến với câu hỏi đầu tiên. Nhớ là phải comment thật nhanh và đồng thời phải tag 5 người bạn vào câu trả lời của mình thì mới được tính. Và sau đó các bạn phải share cái livestream này về tường của mình và share lên 5 hội nhóm. Phải thực hiện đầy đủ cú pháp nha. Bây giờ nhắc lại cho mọi người là đầu tiên nè, trả lời đúng nè, trả lời nhanh nè. Thứ ba, phải tag đủ 5 người bạn vào livestream này. Thứ tư là phải share livestream này về tương của mình và share về những cái hội nhóm của bạn nha. Sẵn sàng, chuẩn bị chưa? Hồi hộp quá. Ngày 1 tháng 6 hôm nay có nhiều quà cho mọi người lắm. Câu hỏi đầu tiên như sau. Cố vấn thiết kế bộ sưu tập Take My Hand trong show diễn kỷ niệm 10 năm Cúp BTX là ai? Nhà thiết kế Võ Công Khanh. Đáp án tiếp theo, nhà thiết kế Công Trí. Xin mời các bạn trả lời. Nhanh nào. Bây giờ mọi người đã nghe câu hỏi rồi thì chúng ta có thể comment đáp án vào. Và nhớ là câu trả lời của mình phải nhanh nhất nè, sớm nhất nè. Phải tắt đủ 5 người bạn, phải share về tường của mình thì mới được tính nha. Phần thưởng trong câu hỏi này sẽ là voucher trị giá 300.000 đồng. 300.000 đồng là mọi người có thể dùng cái voucher này mình mua được chiếc áo thun mà Vân Anh đang mặc luôn. Chiếc áo thun này có giá là 299.000 thôi. Được voucher 300.000 đồng là coi như được mua một chiếc áo thun miễn phí rồi còn gì. Có bạn đáp án là Công Trí, có người thì bảo là Võ Công Khanh. Rất là nhiều đáp án khác nhau. Tiếp tục comment đáp án đi ạ. Nhớ là phải share livestream này về, tag 5 người bạn của mình thì mới được tính nha. Ôi, hôm nay ngày 1 tháng 6 mọi người đi chơi ở đâu vậy? Có đi chơi ở đâu không? Chứ Vân Anh là ngày hôm nay vẫn phải tới đây đi làm nè, để mang tới nhiều phần quà cho mọi người. Thấy thương dễ sợ không? Nếu như thương thì share livestream này về giúp Vân Anh nha. Hôm nay 1 tháng 6 những bạn nào mà đang theo dõi livestream cũng là những bạn mà hôm nay phải ở nhà với chương trình, chúng ta cùng đồng hành với nhau nha. Nhớ là phải tag 5 người bạn vào, share livestream về mới được tính nha. Xuân Trúc tag đúng rồi nè, Thiên My cũng vậy tag đúng rồi, Kim Yến nè. Rất là nhiều bạn trả lời nhưng mà chưa có tái, các bạn nhớ tái bạn bè của mình vào xem chung nha, chơi chung với mình nha. Bây giờ đã được 67 lượt xem. Tiếp tục comment đáp án đi mọi người ơi, nhớ là phải tái vào nha, tái đầy đủ vào. Phần thưởng này là một voucher trị giá 300.000 đồng và chúng ta sẽ còn 5 câu hỏi, tổng cộng ngày hôm nay sẽ có 5 câu hỏi. Mỗi câu hỏi sẽ là một phần thưởng khác nhau, cho nên hãy ở lại cùng với chương trình nha. Ồ, nhiều bạn tham gia quá, ai cũng trả lời, gần như là ai cũng đoán được câu trả lời rồi đó. Thôi bây giờ
chúng ta công bố đáp án luôn nha. Sẵn sàng chưa mọi người? Đã sẵn sàng đến với đáp án chưa? Tiếp tục nào, comment và tag thật nhiều người bạn của mình vào thì mới hợp lệ nha mọi người. Đáp án của chương trình đó chính là bây giờ Thảo Ly mới sẵn sàng hả? Bây giờ là xong câu hỏi đầu tiên rồi, mình còn 4 câu hỏi nữa nha. Nhớ là phải share livestream này về tường của mình. Đáp án của chúng ta đó chính là nhà thiết kế Võ Công Khanh. Chúc mừng cho những bạn nào trả lời đúng đáp án nhà thiết kế Võ Công Khanh. Vào ngày hôm nay thì hết cái livestream này, ban tổ chức sẽ tổng hợp lại những ai trả lời đúng nhất, sớm nhất thì chúng tôi sẽ công bố vào 12 giờ trưa mai. Ngày hôm qua thì có rất là nhiều bạn tham gia và chúng tôi cũng đã công bố kết quả vào 12 giờ trưa nay. Xin được chúc mừng cho tất cả những bạn đó. Hình như là có bạn A Đỗ nữa đúng không? Không biết bạn A Đỗ còn xem không? Comment giúp Vân Anh coi cảm giác như thế nào khi mà mình 2 ngày liên tiếp đều trúng giải của livestream ạ. Rất là nhiều bạn đang tác. Đúng rồi, chúng tôi sẽ tìm ra bạn nào trả lời sớm nhất, đúng nhất thì mới được tính nha. Bây giờ câu hỏi đầu tiên, voucher 300.000 đồng sẽ thuộc về ai? 12 giờ trưa mai sẽ công bố kết quả. Những bạn nào trả lời đúng đáp án là nhà thiết kế Võ Công Khanh thì coi như là sở hữu cho mình 50% cơ hội thắng rồi. Bây giờ chúng ta đến với phòng quay số nha mọi người. Đây, màn hình quay số. Tàn. Màn hình quay số rất là quen thuộc của chúng ta, ngày nào cũng gặp hết. Và cách quay số như thế nào dành cho những vị khách hàng đã mua sản phẩm với hóa đơn trên 300.000 đồng. Cứ mỗi hóa đơn 300.000 đồng chúng ta sẽ nhận về một mã dự thưởng. 600.000 đồng thì nhận được 2 mã dự thưởng, 900.000 thì được 3 mã dự thưởng, có thể mà nhân lên. Nói chung là mua càng nhiều thì nhận về càng nhiều mã dự thưởng, mà càng nhiều mã thì cơ hội trúng càng cao, đúng không? Ngày hôm qua thì Vân Anh có liên hệ với một chị, gọi là chị trúng giải được chiếc điện thoại Samsung Galaxy S10e. Chị mua hàng hóa đơn gần 3 triệu đó mọi người, là chị trúng được chiếc điện thoại luôn. Quá hời đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần quay số nha. Bây giờ mọi người, những ai mà chúng ta đã mua hàng này, chúng ta đã có mã quay số rồi, thì bây giờ chúng ta có thể nhớ lại mã số của mình để tìm ra người trúng giải là gì nha. 1, 2, 3, bắt đầu. Quay trúng em đi, Nguyễn Kiều. Ừ, chị cũng quay trúng em lắm. Chị cũng mua quá trời mà cũng chưa có được trúng. Hay là mình phải chờ đợi đó nha. À, kết quả đây. Chúc mừng cho chị Như với số điện thoại đuôi là 5315 và số may mắn của chị là 720733. Zoom lại thật kỹ cái kết quả này giúp em nha, để mọi người có thể theo dõi. À, không biết chị Như là chị có theo dõi livestream hoặc là ai là bạn bè của chị Như thì có thể tag chị Như vào giúp Vân Anh. Chị Như là vị khách đầu tiên quay số trúng giải thưởng của ngày hôm nay. Chúc mừng chị Như. Và phần thưởng mà chị Như nhận được sẽ là một chiếc áo thun màu hồng xinh yêu như thế này đây. Chiếc áo thun màu hồng này với cổ bẻ như thế này rất là năng động, chúng ta có thể mặc đi chạy bộ thể dục ở ngoài cũng rất là năng động đây, hoặc là chúng ta mặc đi xem phim, đi chơi, đi dạo phố. Ôi, màu hồng này nó xinh lắm nha. Còn có cả màu xám nữa mọi người. Chất liệu có tông rất là mát mẻ và thấm hút mồ hôi. Sờ vải thôi là Vân Anh đã thấy là một cái hàng cao cấp, nó có khác liền. Chúc mừng cho chị Như nha. Lát nữa đây thì Vân Anh sẽ tiếp tục quay số cho những vị khách hàng đã mua sản phẩm. Vẫn còn rất là nhiều sản phẩm ở đây dành tặng cho mọi người. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ hai. Câu hỏi thứ hai như sau, mọi người chú ý lắng nghe thật kỹ nha. Nhưng mà đây để coi mọi người comment gì đây, thể lệ như thế nào. Không quá, đây Vân Anh cho biết thể lệ lại nha. Lát nữa sẽ có ban tổ chức ghim cái cách thể lệ tham gia như thế nào để mọi người đỡ phải hỏi lại nhiều lần. Đầu tiên, cách tham gia là Vân Anh sẽ đọc câu hỏi, mọi người sẽ comment câu trả lời và tag 5 người bạn của mình vào. Đồng thời là phải share livestream này về tường của mình. Bạn nào đưa ra câu trả lời đúng nhất và sớm nhất thì bạn đó sẽ may mắn nhận được phần thưởng của chương trình là một voucher trị giá 300.000 đồng. Còn với phần quay số sẽ dành tặng cho những bạn nào đã mua sản phẩm của cấp BOTX. Với mỗi hóa đơn 300.000 đồng thì nhận về một mã dự thưởng, 600.000 đồng thì nhận được 2 mã dự thưởng. Nói chung mua càng nhiều thì cơ hội quay số trúng tên mình càng cao. Và những giải thưởng trong mỗi ngày quay số sẽ thay đổi khác nhau. Ví dụ ngày hôm nay có những giải thưởng như là áo thun nam, áo thun nữ, áo thun hai tà. Rồi có những cái chiếc áo khoác bomber. Rồi có cả quần jean nữa sẽ dành tặng cho những vị khách hàng đã mua sản phẩm và đã có mã số dự thưởng. Ồ, những chiếc quần jean xinh quá, rất là ôm dáng đây, dáng baggy nè. Rồi còn có gấu rách nữa nè, mọi người thấy nè. Cái gấu rách rất là tinh tế đây. Đây, quần jean sờ là thấy chất liệu cao cấp rồi, màu cũng rất là yêu, màu xanh nhạt nha. Xinh quá.
Giá của sản phẩm là 599.000 đồng. Đây là quần jean dài mã là MJL3001 màu xanh nhạt. Quần jean này dành cho nam nha mọi người. Xinh quá, phối với áo thun là coi như đẹp hết biết luôn. Lát nữa cái sản phẩm này thì Vân Anh sẽ tiến hành quay số để tìm ra là vị khách hàng nào đã mua sản phẩm và có mã số may mắn trúng giải sẽ nhận về cho mình chiếc quần kaki này nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với phần mini game dành tặng cho những bạn nào đang theo dõi một cái hóa đơn, một cái voucher trị giá 300.000 đồng. Bây giờ bao nhiêu lượt xem rồi? Có thể lệ chơi ngay đầu bài đấy, cảm ơn Thảo Nguyên nha. Có thể là nhiều bạn vào sau mấy bạn không rõ luật lệ thì lát nữa mình sẽ ghim cái cách tham gia cho mọi người. Trời A Đỗ may mắn quá đi, hôm nào cũng trúng. Xin được chúc mừng bạn A Đỗ đây. Một nhân vật mà theo dõi livestream từ đầu chương trình đến giờ không bỏ sót dù chỉ một giây. Và cuối cùng thì bạn may mắn trúng giải rồi. Những bạn nào cũng muốn được trúng giải thì chúng ta cố gắng ở lại đến hết chương trình. Bởi vì mỗi lần livestream chỉ có 45 phút thôi mà quà thì quá trời luôn. Tát quá trời nha, mọi người tát giúp Vân Anh đi. Mình có 13 mã luôn mà không thấy gọi tên chúng gì hết. Kiên Trung Phạm ơi, yên tâm, từ ngày hôm nay cho tới ngày 3 tháng 6 mỗi ngày chúng tôi sẽ quay 5 số may mắn. Ngày hôm nay không trúng thì ngày mai trúng. Biết đâu là vào ngày 3 tháng 6 bạn sẽ trúng cho mình một chiếc iPhone XS Max thì sao? Trời, chiếc iPhone trị giá cao lắm chứ bộ, gần 30 triệu chứ ít gì. Các bạn chúng ta tiếp tục tát vào nha, rồi chúng ta share về tường của mình, share giúp Vân Anh đi. Bây giờ còn có bạn Maria Thạch Thảo trả lời nhà thiết kế Võ Công Thanh. Mình qua tới câu hỏi số 2 luôn rồi mà bây giờ các bạn mới trả lời câu hỏi số 1. Bây giờ mọi người đã sẵn sàng đến với câu hỏi số 2 chưa ạ? Sẵn sàng thì comment sẵn sàng giúp Vân Anh đi. Comment sẵn sàng nha. Comment sẵn sàng để Vân Anh biết là mọi người đang theo dõi đi nào. Hiện tại là 60 lượt xem, Vân Anh muốn là share nhiều hơn nữa. Share nhiều hơn, được 100 lượt xem được không ạ? Tiếp tục, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo như sau. Không biết là mấy bạn có đang theo dõi livestream có nghe được câu hỏi không? Nếu như có thì comment sẵn sàng để Vân Anh biết là mọi người còn đang xem để mà hỏi tiếp nha. Không comment là không biết là mọi người có còn nghe hay không nè. Đúng rồi, Thảo Nguyên sẵn sàng rồi. Mai Lê sẵn sàng, Nguyễn Anh Thi cũng sẵn sàng. Những bạn còn lại thì sao? Hoài Thu Nguyễn cũng sẵn sàng luôn. Mai Lê, ok. Mới có 3 bạn sẵn sàng thôi. Thêm đi, còn bạn nào nghe rõ luật chơi rồi thì comment sẵn sàng giúp Vân Anh nha. Hồng Nhung, một fan cứng của chương trình đây, ngày nào cũng theo dõi hết. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 2 như sau. Bộ sưu tập Take My Hand là bộ sưu tập mà Cup UTX vừa mới cho ra mắt trong thời gian gần đây và được ưa chuộng, rất là được ưa chuộng, gần dường như là cửa hàng nào cũng cháy hàng cả. Vậy thì câu hỏi ngày hôm nay sẽ liên quan đến bộ sưu tập Take My Hand. Câu hỏi như sau nha. Cho Vân Anh hỏi là trong tên của bộ sưu tập Take My Hand sẽ gồm bao nhiêu ký tự? Thời gian trả lời bắt đầu. Mình đếm đi, mình đếm xem Take My Hand có bao nhiêu ta. Mọi người đếm được chưa? Chứ Vân Anh là đang bắt đầu đếm ra được đáp án rồi đó. Nhớ comment đáp án nha. Bao nhiêu số ký tự đây? 5 ký tự, 12 ký tự, 13 ký tự, bao nhiêu đấy thì các bạn chỉ cần comment số ký tự câu trả lời của các bạn vào trong livestream này. Trung Võ đã trả lời rồi, mình thấy Trung Võ đã trả lời, Ado cũng trả lời rồi nè. Nhớ là phải tag 5 người bạn của mình vào nha. Thái Ngân ơi, tag 5 người bạn vào. Đỗ Thị Thùy tag chưa ạ? Mimi tag chưa? Nhớ là phải share livestream của mình về nha. Hoàng Tường Vi nữa. Được chưa ạ? Tắt tiếp đi ạ. Bây giờ được 63 lượt xem rồi. Câu hỏi này thật ra cũng dễ mà. Đếm từ từ cũng ra được kết quả thôi. Như bạn nãy giờ thắc mắc là chiếc áo của Vân Anh đang mặc là trong bộ sưu tập gì? Đây là một chiếc áo thun kẻ sọc. Màu sắc rất là yêu nha. Có màu xanh dương nè, xanh lá nhạt nè, trong cái nền màu trắng nè. Với giá trị chỉ có 299.000 đồng và mã của chiếc áo thun này là WTX4009. Những bạn nào muốn tìm hiểu chiếc áo thun này thì chúng ta có thể vào fanpage này, chúng ta đặt hàng, chúng ta vào trang web hoặc là tới cửa hàng gần nhất. Giá chỉ có 299.000 đồng thôi, quá rẻ cho một chiếc áo thun cao cấp. Mặc mát lắm nha, mặc dù trời đang rất là nóng. Không biết mọi người đang ở đâu chứ Vân Anh đang ở Sài Gòn là nóng cực kỳ luôn. Nhưng mà chiếc áo thun mát lắm nè, thấm hút mồ hôi luôn nha. Bây giờ công bố đáp án nha.
Bạn Ngọc Trinh bảo còn ở dễ quá, dễ như lớp 1. Nói chung chơi cho vui, tặng quà cho mọi người thôi. Ai theo dõi thì mấy bạn đó cơ hội được quà. Bạn nào mà không vô coi thì coi như bạn đó bị thiệt. Thiệt thòi lắm á. Combo đáp án luôn nha. Rất là nhiều bạn comment đáp án rồi. Nói chung là câu hỏi này cũng không phải là làm khó gì mọi người hết. Quá dễ luôn. Quá dễ đúng không Trinh? Đây, công bố đáp án của chúng ta. Đây là con số liên quan đến tên của chương trình. Tên chương trình là gì ạ? Kỷ niệm 10 năm. Vâng, và bộ sưu tập Take My Hand của chúng ta dựa trên số 10 này sẽ gồm 10 ký tự. Mọi người có thể đếm Take My Hand nè. Chữ T, chữ A, chữ K, chữ E nè, chữ M nè, rồi chữ Y nè, chữ H, chữ A, chữ N và chữ G. Take My Hand tổng cộng là 10 ký tự đúng không? Và con số này rất là ý nghĩa với Couple TX. Bởi vì kỷ niệm 10 năm thành lập cũng là lúc chúng tôi ra mắt bộ sưu tập Take My Hand và cũng như là ra mắt cái livestream này để có thể quay số trực tiếp và công bằng nhất cho những vị khách hàng đã mua sản phẩm của Couple TX. Những vị khách hàng nào chúng ta đã mua sản phẩm thì đừng có bỏ lỡ cái livestream này. Chúng ta được đọc tên nha, chúng ta được trúng giải là mừng vô cùng luôn. Rất là nhiều bạn trả lời đúng nè. Vân Anh thấy Nguyễn Hoàng Trang Nhã trả lời đúng nè. Rồi bạn chồng Hà My nè, bạn Ngọc Trinh nè, rồi Hồng Nhung Trương, Anh Thư, Võ Tường Minh nè. Quá trời bạn trả lời đúng, bội bội cũng trả lời đúng. Nguyễn Thị Hồng Trang, Hoài Thu Nguyễn nè, Thịnh Nguyễn, Lê Kim Ly, Hoàng Tường Vi, My My, trời ơi quá trời bạn trả lời đúng. A Đỗ một lần nữa trả lời đúng nè. Yên tâm, tối ngày hôm nay thì những bạn nào chồng Hà My thấy rồi, chị thấy em rồi. Đúng rồi, những bạn nào mà trả lời đúng đáp án là 10 ký tự thì yên tâm là chúng ta đã sở hữu 50% nhận thưởng từ chương trình. Còn bây giờ phải còn dựa trên việc là ai comment đáp án nhanh nhất nè, rồi ai làm đúng cú pháp, chẳng hạn như là tác đủ bạn bè của mình vào, share về tường của mình, thì ngày mai 12 giờ trưa cấp OTX sẽ công bố, yên tâm nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với chương trình Quay Số May Mắn. Quay số may mắn hồi nãy thì xin được chúc mừng cho chị Như đã mang về cho mình một chiếc áo thun màu hồng rất là đáng yêu. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần quay số tiếp theo dành riêng cho những khách hàng nào đã mua sản phẩm của Couple TX. Với mỗi hóa đơn 300.000 đồng thì chúng ta sẽ nhận được một mã số dự thưởng. Hóa đơn 600.000 thì được 2 mã, 900 thì được 3 mã, nói chung là cứ nhân lên thôi, không sao hết. Càng nhiều mã thì cơ hội chúng càng cao đúng không? Ngày hôm qua thì một vị khách hàng của chúng ta mua hóa đơn 2 triệu mấy, gần 3 triệu là chị đó trúng được chiếc điện thoại Samsung Galaxy S10e luôn. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục quay số. Những bạn nào đã mua sản phẩm rồi mà đang theo dõi livestream, comment cho Vân Anh biết đi, để lát nữa biết đâu mình quay số trúng thành bạn thì sao. Mong trúng quá. Nguyễn Thành Nhân, sao em trả lời hoài mà không trúng? Nè bây giờ Nhân ơi, có thể là mình trả lời mình không có tác, hoặc là mình trả lời sau bạn kia 1-2 giây, trả lời chậm hơn bạn kia thì có thể là mình chưa có may mắn được giải. Cho nên mình có thể nhanh tay, mình chuẩn bị bàn phím. Vân Anh vừa đọc dứt câu hỏi xong là mình phải comment ngay. Comment càng sớm thì cơ hội nhận quà càng cao nha. Quay số, bạn Nguyễn Kiều đang chờ đợi quay số đúng không? Bạn Nguyễn Kiều ơi, mã số mấy vậy? Comment mã số cho Vân Anh biết coi. Thúy Lê đang mong quá. Nhiều quá không biết mình được không nữa chị ơi, yên tâm cơ hội còn nhiều lắm. Từ đây cho tới ngày 3 tháng 6, không trúng hôm nay còn ngày mai nữa. Ngày nào cũng vào xem hết thì có thể trúng giải. Quay nha. 1, 2, 3. Số mấy đây? Ôi hồi hộp quá trời luôn á. Chúc mừng cho bạn Linh Trương Huyền Linh với số điện thoại đuôi 6472. Mã số may mắn là 715602 nha. Rồi chúc mừng cho bạn Trương Huyền Linh. Em luôn sẵn sàng chờ đợi comment đáp án Nguyễn Kiều. Chị thấy em rồi Nguyễn Hoàng Trang Nhã ơi. Tiếc quá không có tên của Thúy Lê ở trong đây nha, nhưng mà dù gì cũng chúc mừng cho bạn Trương Huyền Linh. Và giải thưởng mà bạn Trương Huyền Linh nhận được sẽ là một chiếc áo thun cổ trụ như thế này. Màu đẹp không mọi người? Trời ơi, màu này vàng cam xinh quá. Màu này như là màu của hoàng hôn vậy đó mọi người. Chất liệu nè, còn in chữ nữa mọi người, coi cái chữ nè, xinh không? Chữ này nè, chữ dập nổi, in rất là đẹp. Sờ mềm mịn mà không phải là màu vàng cam trơn không đâu, nó còn có những cái vân trắng nữa, nhìn rất là thời thượng. Đây cổ thì được gặp lại hai phần trông rất là dày dặn. Đây là áo thun nam nữ gì đều mặc được hết.
tự mua mặc cũng không sao, không nhất thiết phải mặc thành đồ đôi nha. Ở đây có rất là nhiều màu, ngoài màu vàng cam hoàng hôn thì chúng ta còn có màu xanh dương nè, màu xám. Hai màu này cũng xinh lắm, xanh dương là cực kỳ nổi luôn. Xanh dương nổi không mọi người? Quá nổi luôn. Đây màu xám nữa. Nói chung là cầm hai cái vải này vào á, bản thân Vân Anh á, dùng tay mình sờ vào là đã thấy nó rất là mát rồi. Xịn quá. Mà à, trời ơi, cái này còn hay nữa nè. Mọi người nhìn kỹ nha. Hai cái hàng nút của mình hai màu khác nhau. Ở bên phải thì may xanh dương, ở bên đây thì màu xám. Tinh tế không? Nút bằng nút gỗ nha. Trời ơi, áo quá xinh luôn. Giá, trời ơi, có 279.000 đồng. Rẻ ơi là rẻ luôn. Còn áo xanh dương này á thì được nhấn, cái điểm nhấn là cũng nhấn bằng nút gỗ nè. Cái viền này hình như là lớp vải jean ở bên trong. Tinh tế quá mọi người ơi, mặc vào là thấy cái sự sang rồi. Chiếc áo thun nào cũng như nhau hết, mà quan trọng là từng những cái chi tiết nhỏ như thế này nè mới làm nên cái điểm nhấn của chiếc áo thun. Mà có 279.000 đồng thôi, rẻ quá trời rẻ luôn. Đó, chúc mừng cho bạn vừa rồi may mắn trúng giải của chúng ta là nhận về cho mình chiếc áo thun này nha. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần mini game nha mọi người. Sẵn sàng chưa? Mini game câu hỏi số 3 bắt đầu. Làm sao để có mã? Chồng Hà My ơi, nếu như muốn có mã đó thì bạn ngày mai có thể đến cái cửa hàng cấp mua TX gần nhất nè, hoặc là mua online cũng được. Hóa đơn 300.000 đồng là sẽ được một mã dự thưởng, hóa đơn 600.000 đồng được hai mã, 900.000 được ba mã. Mua càng nhiều thì nhiều mã giải thưởng và dĩ nhiên cơ hội trúng càng cao nha. Rồi, mua hàng hóa đơn trên 300 là có mã, đúng rồi, cứ mỗi 300.000 là được một mã dự thưởng, yên tâm. Thúy Nguyễn, chị thấy em rồi. Ngọc Trinh, chiếc áo hồi nãy chị báo giá là có 279.000 đồng thôi đó, rẻ quá trời rẻ luôn. Chiếc áo hồi nãy là 279.000 đồng thôi nha, còn chiếc áo này nếu như Trinh hỏi là 299.000 đồng nha. Chiếc áo thun này là sọc kẻ, thêu là thêu hình trái dứa nha. Rất là nhiều bạn đang tag những người bạn của mình vào. Quá trời người xem luôn rồi nè. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo, mini game nha. Câu hỏi số 3 như sau. Một siêu phẩm đã được giới thiệu trong clip kỷ niệm 10 năm của Cúp Bô TX, đó là sản phẩm gì? Đáp án đầu tiên là X Jacket. Đáp án tiếp theo là Ninja Hoodie. Comment đáp án đi ạ. X Jacket nè, rồi Ninja Hoodie. Đáp án mọi người là gì? Comment nha. Sao em tắt tên không được hả? Tắt thử xem, tắt lại xem. Mình muốn có mã mua online được không? Được nha Lê Kim Lý. Tát thật nhiều vào. Phải tát đủ 5 người mới được tính nha. Rồi comment trả lời đi ạ. Thấy Hùng Cao Lê comment đáp án. Thấy Ado, rồi thấy Kim Yến, thấy Trung Võ rồi nè. Không được comment đáp án B nha. Phải comment đầy đủ đáp án ra giúp mình. Không có AB ở đây, một là X Jacket, hai là Ninja Hoodie, chứ không có AB. AB là không được tính đâu. Đây mọi người tiếp tục comment đi ạ. Quá trời đáp án luôn. Một siêu phẩm đã được giới thiệu trong dịp kỷ niệm 10 năm của Cúp Bô TX, đó là sản phẩm gì? X Jacket, hai là Ninja Hoodie. Nhớ là comment đáp án nha, không được A với B đâu. Mini game này là dành cho những bạn nào đang theo dõi livestream, chúng ta không cần mua hàng cũng được. Mọi người cứ comment đáp án đi không sao. Lát nữa đây trong phần quay số là Vân Anh sẽ chọn một chiếc áo xinh không kém, rất xinh luôn. Áo thun mấy bạn hay bảo là áo thun nào cũng như nhau, nhàm chán chứ có gì đâu. Thì nếu như những bạn nào nghĩ là áo thun nhàm chán thì chúng ta có thể tìm đến chiếc áo thun này. Nó khác ở chỗ nào? Chiếc áo thun này có hai tà. Tà đầu tiên nè. Tà sau là tà thứ hai. Có thể hở cái đường eo ở phía bên dưới. Mọi người thấy cái đường eo này chưa? Trông rất là trẻ trung nha. Còn cái tay áo nữa nè, trời ơi cái tay áo nữa nè. May sắn gấu lên chứ không phải là tay áo suông. Cái của Vân Anh là tay áo suông. Còn của tay áo này là tay áo đã được sắn lên, nó sẽ trẻ trung hơn nhiều. Mà cái màu sắc không phải là màu hồng da cam không đâu nha, nó còn có những cái đường vân. Nếu như chúng ta nhìn kỹ là sẽ thấy những cái đường vân như thế này nè. Sờ vào sẽ thấy cái đường dập nổi của cái đường vân trên chiếc áo thun này nha. Hồng da cam xinh quá trời xinh luôn. Hai màu này khác nhau nha mọi người. Bên này thì hồng pastel, còn bên này là hồng cam nha. Lát nữa là chờ quay số thì Vân Anh sẽ dành tặng chiếc áo thun này cho vị khách hàng may mắn của chúng ta. Áo đó đẹp quá chị, đúng rồi đẹp lắm luôn á Trinh Nguyễn. Trời ơi, mọi người coi qua màn hình là chất lượng đã bị giảm, chứ Vân Anh nhìn ngoài đời là lát nữa phải mua ngay.
để coi giá như thế nào. Giá của chiếc áo này là chỗ có 199.000, nghe rẻ quá. 199.000 đồng cho chiếc áo thun hai tà như thế này. Một sản phẩm rất là cá tính, rất là phá cách dành cho những bạn nào mà chúng ta muốn mua áo thun nhưng mà sợ nhàm chán, thì chiếc áo thun này sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời luôn. Đây, chiếc áo thun này nha, gấu tay áo đã được sắn lên nè, hai tà, tà đầu tiên nè, tà sau thì dài hơn. Mọi người thấy tà sau không? Cái tà sau nó dài hơn. Hở cái đường eo. Cái đường eo đây, hở cái đường eo kế bên. Chỉ có 199.000 thôi. Mới tậu luôn hả Lê Vi, xin không? Trời, có người mới tậu luôn kìa. Em tìm áo đó trên web không thấy. Đây chị đọc lại mã nha, để em tìm lại coi. Nhiều khi là mình nhập sai mã, nhiều khi trên web không thấy á. Cái mã của chiếc áo hai tà này là WTS3010. Áo này là màu hồng nha. Áo thun WTS3010 có giá là 199.000 đồng. Áo thun hai tà này bạn có thể xem lại trên web, nhập đúng mã để mình tìm được nha. Đúng rồi, áo thun thích lắm. Bây giờ chúng ta công bố đáp án nha. Đáp án của câu hỏi số 3, nãy giờ rất là nhiều bạn comment nhưng mà hình như mấy bạn không có tag vào. Nếu như ngày mai chúng tôi kiểm tra lại mà không có tag là không có được quà đâu nha. Đáp án của câu hỏi số 3 sẽ là X Jacket. Xin được chúc mừng cho những bạn nào với đáp án là X Jacket. Các bạn đã sở hữu 50% cơ hội nhận về giải thưởng cho mình nha. Còn những bạn nào mà chúng ta trả lời sai thì chúng ta có thể đến với câu hỏi tiếp theo. Nhưng mà trước khi đến với câu hỏi tiếp theo thì cùng qua đây quay số với Vân Anh. Chúng ta tiếp tục quay số. Hồi nãy thì Vân Anh có hứa là sẽ dành tặng một chiếc áo thun hai tà này cho một vị khách hàng đã mua sản phẩm, đã có mã dự thưởng thì chúng ta sẽ được tham gia quay số. Hồi nãy thì bạn Trương Huyền Linh đã may mắn trúng giải. Nếu như bạn Linh á mà có xem cái live stream này thì comment cho Vân Anh biết nha. Bây giờ chúng ta quay số. 1, 2, 3. Quay. Rất hợp với dáng mình. Cảm ơn Lê Vi nha. Thấy chưa, bạn Lê Vi mua rồi là bảo là hợp với dáng bạn lắm. Áo thun đó thì phân rộng cho nên ai mặc cũng được hết. À, vị khách hàng tiếp theo mang về cho mình một chiếc áo thun, đó chính là bạn Nguyễn Thị Hoàng Yến với số mã là 728650, số điện thoại đuôi là 4479. Xin được chúc mừng cho bạn Nguyễn Thị Hoàng Yến nha. Mà Thúy Nguyễn mập hơi lùn mà áo hai tà đẹp không chị? Chỗ đẹp chứ. Cái áo này là không có kỵ dáng người luôn, ốm gầy đều được. Tại vì form nó rộng mà. Nếu như những bạn nào càng thân hình mà hơi mũm mĩm một tí xíu thì chúng ta càng nên lựa những cái áo form rộng mà thoải mái, mình có thể che giấu đi cái bụng mỡ của mình nữa nha. Rồi bây giờ đáp án vừa rồi đã công bố là chúc mừng cho bạn Nguyễn Thị Hoàng Yến. Và trong câu hỏi mini game, đáp án chính xác của chúng ta là X Jacket. Xin được chúc mừng cho những bạn nào đã trả lời đúng đáp án là X Jacket. Chúng tôi sẽ kiểm tra và công bố kết quả bạn nào trả lời đúng và nhanh nhất vào 12 giờ trưa ngày mai. Nhớ nha, 12 giờ trưa ngày mai quay trở lại fanpage Couple TX, chúng ta theo dõi xem có tên mình trên đó hay không. Nếu như có thì comment cho Vân Anh biết nha. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo là câu hỏi số 4 à. Câu hỏi số 4 như sau, mọi người đã sẵn sàng chưa? Còn ai ở lại với chương trình không? Comment cho Vân Anh biết nào. Tag 5 người ở comment. Comment ở dưới đây nè mọi người. Vẫn chưa trúng mã Thúy Lê ơi, đừng có buồn, từ đây tới ngày 3 tháng 6 còn quay số trúng iPhone XS Max. Và mỗi ngày chúng tôi sẽ quay 5 số khác nhau nha, mỗi ngày đều quay cả. Không trúng hôm nay, ngày mai quay lại. Xuân Diệu đã sẵn sàng, Lê Kim Ly đã sẵn sàng, Thúy Lê cũng đã sẵn sàng. Violet Oanh bữa giờ quay không trúng, ngày mai quay lại. Mà chưa có quay xong, còn quay nữa. Ở lại với chương trình nha, còn quay tiếp. Câu hỏi tiếp theo như sau. Couple Group có bao nhiêu công ty thành viên? Đầu tiên là một thành viên, hai thành viên và ba thành viên. Đáp án của các bạn là gì? Comment cho Vân Anh biết nào. Couple Group nha, chứ không phải Couple TX nha mọi người. Couple TX chỉ là một công ty thành viên trong Couple Group mà thôi nha. Vẫn còn nhiều công ty khác mà tổng cộng là bao nhiêu thành viên thì các bạn có thể comment câu trả lời ở phía dưới livestream này nha. Đáp án đầu tiên là một công ty thành viên, hai công ty thành viên và ba công ty thành viên. Mọi người comment đáp án Vân Anh. À, mọi người bắt đầu comment đáp án rồi nè. Hai thành viên, ba thành viên. À, mọi người tiếp tục comment đáp án đi nha, lát nữa Vân Anh sẽ công bố. Hồi nãy thì chiếc áo thun hai tà này đã dành cho vị khách
của chúng ta mua mua sản phẩm, sau đó là được quay số trúng giải chiếc áo thun hai tà này. Có giá chỉ có 199.000 đồng thôi, quá xinh quá yêu mà màu cưng dễ sợ. Lát nữa thì sẽ tặng cái này đi nha. Đây là chiếc áo khoác bomber. Áo khoác bomber này đây. Ôi xinh quá, màu đỏ xinh quá. Bằng chất liệu thun, dày dặn, khóa kéo đây. Mà chiếc áo này có giá bao nhiêu đây nhỉ? 469.000 đồng cho một chiếc áo thun bomber này thôi. Khóa kéo đây mọi người thấy, kéo rất là nhẹ nhàng, không bị vướng gì hết. Ở bên trong như thế nào đây? Mọi người có thể thấy nhìn kỹ hơn thì cái chất liệu vải này là được vân nổi. Đây, thấy cái vân nổi không? Rất là dày dặn nha, chứ không phải là những cái dạng áo khoác thun trơn đâu. Kiểu dáng bomber rất là cá tính đây. Lớp bên trong này, lớp bên trong đây, lớp thun dày dặn, mát mẻ. Mà giá chỉ có 500.000 đồng thôi. Ở đây là hai cái túi. Hai cái túi. Khi chụp hình thì chúng ta bỏ tay vào hai túi là cực kỳ sành điệu luôn. Lát nữa là Vân Anh sẽ quay số trúng thưởng, sẽ dành tặng chiếc áo thun này cho những bạn nào mà chúng ta may mắn nha. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với phần công bố đáp án. Áo này không có nón, thường là kiểu dáng bombo không có nón nha. Đây, Vân Anh xin được công bố cho đáp án của mini game của chúng ta. Couple group có bao nhiêu thành viên công ty? Thì đáp án sẽ là 3 công ty thành viên nha. 3 công ty thành viên đó để Vân Anh mọi người kể tên này nha. Đầu tiên sẽ là Couple TX, thứ hai là Onways và thứ ba sẽ là Trường Thắng. Ở Couple TX thì không còn gì quá xa lạ, nhưng mà nhiều bạn không biết Onway là gì. Thì Onway sẽ là thương hiệu mà vào tháng 7 này đây, tháng 7 trong năm, chúng tôi sẽ chính thức khai trương cửa hàng đầu tiên trên đường Nguyễn Trãi. Và Onway đó thì chuyên về những sản phẩm, chẳng hạn như những sản phẩm thể thao, các bạn có thể mặc chạy bộ nè. Nhưng mà những cái kiểu dáng đó vẫn có thể mặc đi dạo phố, ngoài đường nè, đi đâu cũng được hết. Cụ thể thì tháng 7 như thế nào các bạn có thể đón xem. Buổi lễ khai trương sẽ diễn ra tại cửa hàng Onway ở đường Nguyễn Trãi. Còn bây giờ thì đáp án mini game của chúng ta sẽ là 3 công ty thành viên nha các bạn. Những bạn nào comment đáp án 3 là chúc mừng 50% cơ hội mang về giải thưởng. Cụ thể thì 12 giờ trưa mai chúng ta sẽ có kết quả chính thức nha. Em trúng rồi Xuân Diệu. Giờ Xuân Diệu chờ đợi 12 giờ trưa ngày mai nha, để chúng ta biết xem là Xuân Diệu có may mắn trúng giải hay không. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần quay số, với vị khách hàng nào sẽ mang về cho mình chiếc áo bomber này đây. Xinh quá, chiếc áo bomber này chúng ta khoác ngoài rất là năng động nha. Bây giờ quay số nha. Quay. Zoom vào màn hình giúp em nha, để coi vòng quay hiển thị ra số của ai đây. Số ai đây? Ai sẽ là vị khách may mắn mang sở hữu cho mình chiếc bomber? Vị khách hàng nam nha, áo thun bomber cực kỳ nam, mặc đẹp lắm. Trương Công Danh, số điện thoại đuôi là 2652, mã số dự thưởng là 716801. Xin được chúc mừng cho bạn Trương Công Danh. Xin lỗi mọi người. Đây, áo thun, một cái chiếc áo khoác bomber dành cho bạn Trương Công Danh đã tìm ra được chủ nhân. Ở ngày mai thì chúng tôi sẽ liên hệ gọi điện trực tiếp để báo cho bạn Trương Công Danh cái thông tin hấp dẫn này nha. Ôi chiếc áo thun này xinh quá. Bây giờ bạn nào muốn nhận được chiếc áo thun này nữa à? Bạn nào muốn nhận chiếc áo khoác này thì áo khoác bomber này thì có thể comment ở phía bên dưới, bởi vì lát nữa đây Vân Anh sẽ dành tặng chiếc áo khoác này cho câu hỏi mini game tiếp theo, được không ạ? Đây, câu hỏi tiếp theo sẽ dành tặng một chiếc áo khoác bomber vừa rồi dành cho bạn trả lời đúng câu hỏi mini game này. Sẵn sàng chưa? Bạn nào muốn nhận được chiếc áo khoác bomber thì comment áo khoác bomber giúp Vân Anh. Xinh lắm luôn. Áo khoác xinh lắm đó Xuân Diệu. Nguyễn Kiều em muốn. Đây, áo khoác bomber thì gồm có hai mẫu. Đầu tiên là mẫu màu đen, kế đến sẽ là mẫu màu đỏ. Và Vân Anh sẽ dành tặng một chiếc áo khoác bomber này dành cho bạn nào trả lời đúng câu hỏi mini game tiếp theo. Đỏ đen chỉ khác màu thôi chứ chất liệu y chang nha mọi người. Giá thì có 499.000 cho một chiếc áo thun bomber, một chiếc áo khoác bomber thôi. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo để dành tặng chiếc áo khoác bomber cho mọi người. Câu hỏi như sau. Đánh giá chiếc áo khoác OOR1014 cho nữ có giá là bao nhiêu? Mọi người comment đáp án đi ạ. Comment đáp án nha. Xuân Diệu em thích màu đen. Lê Trâm cũng thích áo khoác. Thiên Lý Bông em muốn áo khoác chị ơi, áo đẹp quá.
Áo đẹp lắm mọi người ơi. Bây giờ trả lời đáp án đi à. Mọi người comment đáp án của mình vào đi. Chúng ta sẽ công bố người trúng giải mini game này vào 12 giờ trưa ngày mai. Áo khoác có mã là OOR1014 cho nữ nha, chứ không phải là những cái chiếc áo khoác bơm bơ này không đâu. Áo khoác cho nữ nha mọi người, nhớ là áo khoác cho nữ nha. Bắt đầu các bạn đã comment đáp án rồi nè. Rất là nhiều đáp án. Giá như thế nào mọi người tiếp tục đi nha. Bởi vì Vân Anh thấy rằng cái kiểu này được mọi người ưa chuộng quá, cho nên Vân Anh sẽ cho mọi người thấy lại cái chiếc áo khoác bomber này. Đầu tiên là chiếc áo khoác màu đen của chúng ta, giống như chiếc áo màu đỏ thôi. Màu đen còn có dập vân nổi đây, những cái sọc vân đây. Mọi người nên tới cửa tiệm chúng ta sờ thử chất liệu là sẽ biết liền nha. Đây, kéo một phát là xuống luôn, không có vấn đề khó khăn gì trong khóa kéo hết. Bên trong là lớp thun dày dặn, mặc chống nắng cũng được, mặc làm áo tạo kiểu cũng được, xinh lắm. Đáp án của chương trình lần này dành tặng một chiếc áo khoác bomber. Đáp án của chương trình đó chính là... Mấy bạn comment được tới đâu rồi? Nhiều bạn comment quá. Áo khoác bomber. Trong cái phần câu hỏi tiếp theo sẽ dành tặng cho bạn nào có đáp án đúng là 469.000 đồng nha. Áo khoác 00R1014 dành cho nữ có giá là 469.000 đồng. Những bạn nào comment 699.000 đồng là đúng nha, 499.000 là chưa đúng đâu, 450 cũng không đúng nha Lê Trâm. Thiên Lý Bông 460 chưa đúng, Lê Kim Ly là 469.000 mới đúng nha. Ngày mai thì đúng rồi, khóa kéo Bảo Hành trọn đời nữa. Nếu như ngày mai á, 12 giờ trưa mai, các bạn nhớ qua lại fanpage chúng ta theo dõi xem là mình có tên trong danh sách trúng giải hay không. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục với phần quay số. Phần quay số lần này giải thưởng là gì, để Vân Anh qua lấy cho mọi người xem. Nhiều quá. Phần thưởng trong phần quay số tiếp theo sẽ dành tặng cho những bạn mua sản phẩm của Couple TX nha. Sản phẩm này là một chiếc quần jean. Quần jean này là dáng baggy nha mọi người. Nha, trông rất là năng động cá tính, mang giày thể thao là vô cùng tuyệt vời luôn. Đó. Không phải là quần jean trơn nha, còn có lai lai một sờn bạc ở phía giữa. Chất liệu dày dặn, yên tâm. Mà chất liệu này còn có thể co giãn nữa, chứ không phải là quần jean mà chúng ta đơ cái vải đâu. Quần jean này còn có chất liệu co giãn ở bên trong nữa. Ngoài ra là còn có lớp sờn rách ở đây, tạo kiểu ở đây. Đây, rất là tinh tế nha mọi người. Lớp sờn rách ở đây mọi người nhìn kỹ nè. Có túi hai bên nè, lớp sờn rách ở phía bên ngoài này nữa. Rất là thời trang. Chất liệu dày dặn lắm, cầm cái này mà mỏi cả tay luôn. Nặng quá trời. Và chiếc quần jean này Vân Anh sẽ dành tặng cho những vị khách hàng đã mua sản phẩm và có mã số dự thưởng. Bây giờ Vân Anh sẽ quay để tìm ra bạn nào may mắn trúng giải nha. Chúc mừng cho vị khách có mã số là... Ồ, quay lâu quá vậy, hồi hộp quá. Chờ kết quả chị Vân Anh. Ok, trên Nguyễn nhớ 12 giờ trưa mai nha. Chúc mừng cho Dương Thị Hiền với số điện thoại đuôi là 2985, mã số dự thưởng là 722535. Chúc mừng cho chị Dương Thị Hiền nha. Chị Dương Thị Hiền đã sở hữu cho mình một chiếc quần jean bomber kiểu dáng vô cùng xinh như thế này đây. Chúc mừng cho chị Hiền. Thế ra nhiều bạn bảo là chơi tiếp nữa đi, nhưng mà tiếc quá, bây giờ thời lượng hết rồi. Mỗi ngày chỉ có 5 câu hỏi thôi. Những bạn nào chưa trúng hoặc là chưa có trả lời đúng thì ngày mai chúng ta có thể quay trở lại vào khung giờ quen thuộc là từ 8 giờ cho tới 9 giờ thì chúng ta sẽ đến với phần livestream để chúng ta tìm ra những vị khán giả may mắn của chương trình. Và đừng quên là chương trình còn kéo dài từ đây cho tới ngày 2 tháng 6. Những bạn nào mà chúng ta muốn nhận về cho mình mã dự thưởng thì chỉ cần mua hóa đơn 300.000 đồng sẽ nhận được một mã dự thưởng. Mua 600.000 thì được 2 mã dự thưởng. Mua 900.000 thì được 3 mã. Nói chung mua càng nhiều thì cơ hội trúng càng cao. Và vào ngày 3 tháng 6 thì chúng ta sẽ trúng thưởng. Đó chính là một chiếc iPhone XS Max.
Ngày 3 tháng 6 thì Vân Anh mới tiến hành quay được cái giải thưởng đặc biệt này. Còn những ngày còn lại thì chúng ta vẫn sẽ quay trúng giải thưởng là những sản phẩm của cấp BOTX. Và những phần thưởng này có thể thay đổi thường xuyên. Nhìn cái điện thoại cưng dễ sợ luôn, cũng muốn mang về. Nhưng mà phải đợi 3 tháng 6 thì chúng ta mới biết được ai là chủ nhân nha. Và nếu như những bạn nào muốn tham dự quay số thì nhớ là mua hóa đơn. Chỉ có 300.000 đồng là được một mã dự thưởng, mua 600.000 thì được hai mã dự thưởng. Mua càng nhiều thì cơ hội chúng càng cao. Hàng ngày vào khung giờ quen thuộc từ 8 giờ cho tới 9 giờ nhớ qua lại live stream này để chúng ta tham dự mini game, tham dự quay số. Và kết quả sẽ được công bố vào 12 giờ trưa mai. Những bạn nào mà đã comment đúng, trả lời đúng thì ngày mai 12 giờ đợi xem có kết quả tên mình trên fanpage hay không nha. Còn bây giờ thì xin được cảm ơn tất cả mọi người và hẹn gặp lại tất cả mọi người vào 8 giờ tối ngày mai. Yeah, và chúc mọi người một quốc tế thiếu nhi vui vẻ nha. Bye bye.